Alo, dạ Ngọc Nguyễn trân trọng kính chào ngài Thiên sứ Đại Đức Quốc Công, Tổng thống Đại Tam Việt Nam Cộng hòa Đại Minh Quân và phu nhân với tất cả người Việt yêu nước, thương mến Ngọc Nguyễn. Và như thường lệ, Ngọc Nguyễn cũng mong người Việt toàn cầu với Ngọc Nguyễn dâng lời cầu nguyện. Hôm nay là ngày 14 tháng 1, 2021. Chúng con là thành viên đồng nhiệm trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam và người Việt toàn cầu. Kính lạy Đấng tối cao, Thượng Đế, Trời Phật và hồn thiên sông núi. Kính xin phù hộ độ trì, ban phước lành cho chúng con. Kính xin che chở cho nước Việt và đồng bào thương yêu quốc nội của chúng con được thoát họa cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá. Kính xin bảo vệ ngài Thiên sứ Đại Đức Quốc Công, Tổng thống Đại Tam Cộng hòa Đại Minh Quân kính yêu của chúng con và những nhà ái quốc chân chính. Kính xin cho chúng con thêm khôn ngoan, đoàn kết, nhẫn nại, can đảm, sáng suốt để cùng với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Đại Tam Việt Nam Cộng hòa dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo đến bến bờ hạnh phúc, vinh quang, trường cửu. Mọi nhà được an hưởng thái bình, thịnh trị của thời Thượng Ngưng Thánh Đức. Kính xin gìn giữ và tôi luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính. Sống thì phải cho lẫm liệt, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh, như đúng như gương sáng của vị lãnh đạo kính yêu của chúng con đã tuyên xưng. Và chúng ta đã dâng lời cầu nguyện xong. Ngọc Nguyễn chào Kim Trần và các bạn ủng hộ Ngọc Nguyễn. Xem như chúng ta gần đây có nhiều cái thông cáo nói về những người nào mà liên quan tới cộng sản để mà làm kéo dài cái sự đau khổ của người dân quốc nội, đều là cái tội. Và cái gọi là cái nhà cầm quyền Cộng hòa xã hội chủ nghĩa này đó là không có, là một cái nhà chính quyền do dân bầu ra và làm việc cho người dân. Vì vậy cho nên cái tập đoàn cộng sản này đó là một cái tập đoàn phi pháp đối với người dân và đối với công pháp quốc tế. Vì cho nên chúng ta mới có chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa. Dù là chưa có về nước nhưng vẫn được song hành với lại nước Mỹ, vẫn được 27 nước châu Âu ủng hộ và được Liên Hiệp Quốc mời xây dựng cái chương trình dân sự cho Việt Nam, trong khi là ký cái chương trình này với lại cộng sản trong nước nhưng mà mời Đại Tam Việt Nam Cộng hòa thực hiện. Vì vậy cho nên chúng ta thấy được cái sự mà hợp pháp của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Đại Tam Việt Nam Cộng hòa, do ngài Tổng thống Đào Minh Quân của nền Đại Tam là một vị tổng thống duy nhất của nước Việt Nam hiện nay, trong cái thời Đại Tam Việt Nam Cộng hòa, là một người có trách nhiệm với toàn dân Việt Nam và cương thổ Việt Nam, thậm chí còn lấy lại đất tổ nữa. Vậy cho nên người dân chúng ta phải nói với nhau là chúng ta đã có một chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam, do ngài Tổng thống, do ngài Đại Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân trọng nhiệm. Thì người dân và tất cả quân đội hay công an trong nước phải biết là mọi việc đều do vị Tổng thống của nền Đệ Tam này quyết định cho dân tộc Việt Nam và đất nước Việt Nam. Vì cho nên trước khi mà Đệ Tam Cộng Hòa có mặt trong quân Việt Nam thì đã có rất nhiều thông cáo cho người dân biết không có nên mà nghe lời cộng sản
Không có nên mà dựng những cái khóa họp mà quốc hội của Cộng sản hay là của Bộ Chính trị Việt Nam, đặc biệt nhất là cái tên Tô Lâm. Thì các bạn biết được rồi, bây giờ là cái Đảng Cộng sản Việt Nam nó không có bảo vệ gì được cho người dân hết. Thậm chí nó còn mở cửa biên giới ra nữa. Và nó còn mong cho Tàu Cộng nó tới nữa. Đặng cho họ không có phải mà làm việc, gọi là làm việc tạm bợ, mà họ được rảnh rang để mà hưởng thụ những gì mà họ vơ vét được theo cái chương trình hạ cánh an toàn của họ. Nhưng mà rất tiếc là nước Mỹ bây giờ đã không có cho Cộng sản được nhập cảnh, ngay cả những người liên quan tới Cộng sản cũng không được luôn. Cho nên cái chương trình hạ cánh an toàn này xem như là đã bị tan vỡ. Và Cộng sản Việt Nam hiện nay, cho dù những người mà đã ra được nước ngoài, vẫn còn đang bị chịu cái sự kiểm soát theo cái luật pháp của nước người Mỹ. Là những người mà đến Mỹ sau 1995 đó, là xem như đang bị kiểm soát, xem có phải là Cộng sản hay không, xem có những cái tiền bạc của họ có hợp pháp hay không, để mà chúng ta sẽ đông lạnh những cái đồng tiền mà bất hợp pháp của dân tộc Việt Nam chúng ta mà họ vơ vét. Cho nên bây giờ những người cộng sản còn lại trong nước đều là quân nhân cán chính của đệ tam Việt Nam Cộng Hòa sau này mà thôi. Thì những người mà còn ở lại trong nước sẽ là quân đội, cảnh sát và người dân của đệ tam Việt Nam Cộng Hòa trước hay là sau, tùy theo cái mức độ mà trưng cầu dân ý và cái tên là mặt mơ hồ, hay là tự động khai báo những cái khoản tiền mà mình đã vơ vét và còn lại bao nhiêu, thì sẽ tùy trường hợp mà được xét xử và được bình an trên chính quê hương của mình. Không còn cái lý lịch cộng sản cho con cháu mình, nó được là một công dân ưu tú của đệ tam Việt Nam Cộng Hòa khi sau khi mà chúng ta đã thành thực khai báo. Đó là cái điều mà rất quan trọng cho những người trong nước phải biết, vì chúng ta đã có cái thông báo và chúng ta đã có khuyến cáo, mà nếu mà vẫn không chịu mà gọi là không chịu mà tự động khai báo hay là tự động mà đến với đệ tam Việt Nam Cộng Hòa để mình là công dân của đệ tam Cộng Hòa, thì mình sẽ không được hưởng quyền lợi. Đó là cái sự mà chọn lựa của những người còn lại ở trong nước. Còn cái vấn đề mà muốn trở về Việt Nam thì chúng ta đã dư cái lượng phiếu rồi. Liên Hiệp Quốc người ta đòi có 5 triệu mà chúng ta đã bây giờ là 8 triệu rồi, và sẽ còn tăng tăng thêm nữa theo cái sự mà thông minh của người dân Việt Nam chúng ta. Ông bà chúng ta nói là chúng ta chỉ có phù thịnh chứ không có phù suy. Và Tàu Cộng bây giờ nó đang suy sụp trước cái đơn kiện 38.000 tỷ do Ngài Đức Quốc Công, Tổng thống Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa Đồng Minh Quân đã khởi kiện và đã được tòa án yêu cầu bổ túc hồ sơ thêm. Các bạn nên nhớ 38.000 tỷ không phải là ít. Và sau khi mà chúng ta có được những cái khoản tiền mà về cái đơn kiện này đó, trừ cái khoản tiền mà chúng ta biếu đền ơn nước Mỹ là 22.000 tỷ thì chúng ta vẫn còn 16.000 tỷ. 16.000 tỷ thì trên nước Mỹ hiện nay còn khoảng 10.000 tỷ là tiền của Tàu Cộng, thì chúng ta còn lại 6.000 tỷ. 6.000 tỷ thì chúng ta có thể đòi lại những cái phần đất mà Tàu Cộng nó đã lấy của đất nước chúng ta từ thời mà tổ tiên mình. Đó mới gọi là lấy lại đất tổ đó. Cho nên chúng ta biết được cái việc làm của Ngài Đại Đức Thiên Sứ Quốc Công Đệ Tam Cộng Hòa Đạo Minh Quân
vị tổng thống hiện nay của dân tộc Việt Nam là đã được chuẩn bị trước 30 năm rồi. Và ngài cứ thế mà làm thôi, không có gì thay đổi hết. Ngài vẽ ra một chương trình và cứ từ từ đến cái đoạn cuối. Và bây giờ chúng ta đã đến cái đoạn cuối. Vì các bạn cũng biết là trong cái bài thơ Tuồng Ngữ Đường, thì khi mà ngài đến Tuồng Ngữ Đường đó là ngài vui mừng lắm. Cho nên mới gọi là ta trở về đây tuệ ngắt hương, là tại vì ngài vui mừng lắm. Ngài biết chắc là ngài chỉ còn đợi thời gian nữa thôi thì ngài sẽ lấy lại được đất tổ và người dân không có còn khổ. Cho nên ta trở về đây tuệ ngắt hương, đồng khô hồ cạn luyện tâm thường. Nơi một cái tĩnh mịch thiên nhiên khó khăn như vậy đó, thì không có ai đến hết, có mình ngài thôi à, thì ngài mới bình yên để mà tu luyện thiền định, biết được những quá khứ vị lai cho đất nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam. Cho dù phải chịu cực khổ, không có thức ăn thức uống, nước non không có, một lần đi xách một bình nước là phải bao nhiêu cây số. Và thậm chí là nhiều khi ngài còn nói là có thể ngài sẽ chết trong cái sa mạc này. Nhưng ngài nói rằng cái chết của ngài khi mà ngài ôm cái cột cờ của đất nước Việt Nam đó, cờ vàng ba thập đỏ đó, cho dù ngài có chết, ngài cũng vẫn để lại được một cái hình ảnh anh hùng cho đất nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam. Có một người Việt Nam dám hy sinh cho đất nước Việt Nam như thế. Nhưng rất tiếc là ngài là một thiên sứ, cho nên ngài chưa có được chết vì cái công việc của ngài chưa có hoàn thành. Cho nên trời Phật mới cho ngài một trí huệ tìm ra được cái dòng nước ngọt ở trên một cái sa mạc, mà tìm ra được cái dòng nước ngọt là các bạn biết là cả một vấn đề là thiên định chứ không phải là dễ. Cho nên ngài tổng thống chúng ta mới tiếp tục sự nghiệp đến ngày hôm nay, kể từ khi ngài tìm ra được cái dòng nước ngọt này để mà sống. Rồi chúng ta thấy được tiếp tục đến năm 2005, thì từ năm 1990 thì Đảng Cộng Hòa, lúc đó ngài chưa có là thủ tướng, mà Đảng Cộng Hòa đã mời ngài vào làm thành viên chủ nhân trong Đảng Cộng Hòa rồi. Và trong Đảng Cộng Hòa thì nó không có nhiều thành viên chủ nhân, chỉ có mấy chục người thôi. Một cái đảng lớn của một nước Mỹ như vậy đó, nhưng mà chỉ có mấy chục người là thành viên chủ nhân mà thôi. Mà tổng thống của chúng ta là một người Việt duy nhất được một cái chức vụ quan trọng như vậy trong cái Đảng Cộng Hòa trước khi là thủ tướng. Cho nên người Việt Nam chúng ta phải biết là chúng ta may mắn, đúng là ngài Đại Đức Quốc Công Tổng thống Đại Tam Cộng Hòa Anh Quân là món quà mà Thượng Đế đã dành cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Như cái ông Ramacher đó, ông nói là tổng thống là vĩ nhân, là món quà của Thượng Đế dành cho dân tộc Việt Nam chúng ta đó. Nhưng mà đối với Ngọc Nguyễn thì ngài không phải là một vĩ nhân, mà ngài là một thiên sứ. Vĩ nhân là còn vẫn còn nằm trong cái hạn hẹp của những con người chúng ta. Nhưng mà cái việc mà lật đổ Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam á, thì con người không có làm được, cho dù là vĩ nhân cũng không có làm được, tại vì nó đã chiếm 90% trên đất nước chúng ta rồi. Thì cái con người thường dù có tài giỏi hơn những người khác cũng không có lấy lại được đất nước Việt Nam nếu không phải là một thiên sứ. Vì cho nên Ngọc Nguyễn xác định ngài là một thiên sứ từ đoạn đầu, từ cái giai đoạn đầu, từ khi mà có chữ mà Đức Quốc Công là mình đã xác nhận ngài là một thiên sứ Đại Đức Quốc Công, chứ không phải là Đức Quốc Công không nữa. Đức Quốc Công là những người có công với đất nước thôi, nhưng mà Đại Đức Quốc Công là cái người mà có công lớn với đất nước. Cho nên chúng ta phải gọi là ngài thiên sứ Đại Đức Quốc Công, chứ không phải là Đức Quốc Công không. Chúng ta phải xác định cái danh từ, cái tiếng Việt của chúng ta cho nó rõ ràng như thế. Mặc dù bây giờ vẫn còn nhiều người chưa hiểu được là Đức Quốc Công là gì, Đại Đức Quốc Công là gì, và ngài thiên sứ Đại Đức Quốc Công là gì. Nhưng mà Ngọc Nguyễn cứ xác định
Ngài là Ngài Thiên Sứ Đại Đức Quốc Công, Tổng thống Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, Đào Minh Quân. Đó là nó đầy đủ ý nghĩa nhất. Rồi khi mà Ngài được mời năm 2005, Ngài được Đảng Cộng Hòa mời, thì Ngài vẫn tiếp tục tuyên bố là nhất định lật đổ Cộng sản, lấy lại đất tổ không làm phủ dân. Tức là sau 1991, sau khi nhận trọng nhiệm thủ tướng, thì Ngài được những cái công hàm của Tổng thống Bill Clinton. Đặc biệt Ngài còn được một cái lá thư do chính tay của Tổng thống Bill Clinton viết bằng tay luôn đó. Các bạn biết khó có cái vấn đề mà một vị tổng thống mà viết một cái công hàm bằng tay lắm. Nhưng mà Tổng thống Bill Clinton đã viết một cái công hàm cho Tổng thống Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta ngày hôm nay đó, mà lúc trước là thủ tướng, một cái công hàm bằng tay, viết bằng tay. Cho nên chúng ta phải biết tại sao Ngài trở về Tụ Nghĩa Đường mà Ngài vui, là tại vì Ngài đã được sự bảo đảm bằng cái thời gian sẽ đi đến thành công, cho nên Ngài vui mừng là như thế. Ngài chỉ còn đợi cái thời gian, và trong cái thời gian đó thì Ngài tận dụng để Ngài học, để Ngài tu thiền định, để Ngài mà thực hiện viết những cái mà hiến pháp và những cái mà điều có lợi cho dân tộc Việt Nam đó, chứ không phải mà đợi tới khi mà nhận trọng nhiệm tổng thống mới viết hiến pháp. Ngài đã viết hiến pháp sau khi nhận trọng nhiệm thủ tướng, chứ không phải mà đợi tới nhận mà tuyên thệ nhận trọng nhiệm tổng thống mới viết hiến pháp. Cho nên các bạn biết cái hiến pháp của chúng ta đã được Ngài tu chính nhiều lần theo cái ý nghĩ của Ngài và theo cái vận mệnh của đất nước. Cho nên cái bản hiến pháp của chúng ta mới gần như là hoàn hảo. Chỉ còn thay đổi những cái vấn đề sau này theo cái nền văn minh của thế giới hay là theo cái sự cải thiện của xã hội Việt Nam mà thôi. Vậy cho nên Hiến pháp Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa là một liều thuốc trường sinh cho dân tộc Việt Nam và cho chúng ta một cái sức mạnh trước thế giới. Các bạn thấy chúng ta có được một cái nguyên lý căn bản bảo đảm như vậy, và chúng ta có một vị tổng thống siêu phàm đến như thế, và chúng ta lại có tài nguyên quốc gia và có những người Việt Nam thông minh, thì làm sao mà đất nước chúng ta thua kém một đất nước nào được, thấy không? Vì cho nên mọi người dân Việt Nam phải biết hiện nay chúng ta có chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, do Ngài Thiên Sứ Đại Đức Quốc Công, Tổng thống Đào Minh Quân, Đệ Tam trọng nhiệm. Mọi người dân phải biết cái điều này để biết là mình đã được bảo vệ, đã được bảo vệ, và chúng ta đang đi từ một cái xã hội cộng sản để mà được đổi đời đến một xã hội tư bản, đến một chính thể chân chính của nền Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, là con cháu của hậu duệ Đệ Nhị Cộng Hòa, là những chính thể của miền Nam Việt Nam dù trong chiến tranh vẫn bảo vệ người dân toàn bộ được hạnh phúc, sung sướng, ăn học thành tài, hiểu biết về nền văn minh của thế giới, và luôn luôn thấy được những cái sự văn minh mà tìm ra tu bổ thêm cho đất nước Việt Nam, chứ không có vọng ngoại. Người Việt Nam chúng ta không có vọng ngoại, nhưng mà người Việt Nam chúng ta thấy được cái nền văn minh của thế giới và tìm ra thêm những cái gì tốt hơn để thực hiện cho đất nước Việt Nam chúng ta. Vì vậy cho nên Ngài Thiên Sứ Đại Đức Quốc Công, Tổng thống Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa Đào Minh Quân đã cho chúng ta biết là không chừng sau này nước Mỹ người ta còn ganh tị với đất nước Việt Nam chúng ta nữa. Thì rõ ràng bây giờ tổng thống chưa có về nước,
mà tổng thống đã làm không biết bao nhiêu điều lợi cho đất nước Việt Nam và bảo vệ người dân Việt Nam hiện nay. Hiện nay người dân Việt Nam đang được bảo vệ do chính ngài tổng thống của nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, cho nên cửa biên giới mới được đóng và những cái vụ án phải tạm ngưng, không được giải quyết, phải chờ lệnh mới. Và những người mà còn trong cái tập thể tập đoàn của Cộng sản Việt Nam cũng được thông cáo, cũng được khuyến cáo để mà nhanh chóng thay đổi, để mà kịp thời khi mà Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa có mặt trên quân Việt Nam thì chúng ta sẽ dễ dàng thích nghi với cái đời sống mới, với cái luật pháp mới và một tân Việt Nam trên thế giới. Cho nên những cái thông báo, những cái khuyến cáo rất mong là chúng ta không còn chịu cái sự quả báo sau khi mà chúng ta không chịu thay đổi. Đó là cái điều mà Ngọc Nguyễn cầu nguyện cho cả nước Việt Nam chúng ta đều là những công dân của Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa, đều là những người được hưởng những quyền lợi trên chính quê hương của mình với cái đồng lương nước ngoài với cái tiền tài nguyên quốc gia, tất cả đã có sẵn, các bạn chỉ có việc trưng cầu dân ý và ký tên là Mật Mão Hồ, hay khai báo những cái gì mà chúng ta đã lấy của người dân từ trước, là tự nhiên chúng ta trở thành những người công dân của Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa mà thôi. Không phải đi vượt biên vượt biển như ngày trước, không phải trốn trong những cái thùng container gì đó của chở đồ là đông lạnh của người ta, đó là chết ở trong đó mấy chục người luôn. Bây giờ người Việt Nam chúng ta đổi đời một cách dễ dàng vì chúng ta đã được ngài Thiên sứ là Đức Quốc Công, tổng thống Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa đã chịu cực khổ hết cho toàn dân Việt Nam rồi, đã đội đá vá trời cho mẹ Việt Nam rồi, và bây giờ là đang mở ra một cái mùa xuân trên quê hương Việt Nam cho toàn dân Việt Nam chúng ta được an hưởng trong thái bình thịnh trị của thời Thượng Ngương Thánh Đức. Ông bà mình nói rồi, có thờ, có thiên, có kiêng, có lành. Nếu chúng ta có một niềm tin thì chúng ta mới thấy được. Còn nếu những người mà không chịu thấy Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa là cái phao duy nhất cho dân tộc Việt Nam, không phải cái phao duy nhất thì là cái nào là cái phao duy nhất? Khi mà cửa biên giới đã phải mở toang quang và không có được quyền đóng lại, phải chờ lệnh của Tàu Cộng, thì không phải là đây là cái cơ hội duy nhất cho dân tộc Việt Nam là gì? Các bạn thấy không? Cho nên đừng có mà lên mà nói xấu chính phủ, đừng có nói bậy nói bạ. Các bạn nên nhớ rằng những người sống ở trong đất nước Việt Nam hiện nay vẫn có cái quyền tự do rồi. Khi mà chúng ta đã có một chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa, là người dân đã được tự do rồi. Các bạn phải thấy mình đang có tự do và có cái quyền công dân của mình trên chính đất nước của mình. Cho nên mình mới có quyền trưng cầu dân ý. Mình mới có quyền ký tên đạm mặt cái tên Tàu Cộng Hồ Chí Minh là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam. Chứ nếu không có chính phủ làm sao các bạn có cái cơ hội đó, thấy không? Từ trước đến giờ người dân Việt Nam chúng ta đâu có cái quyền hạn đó. Mà bây giờ chúng ta có được cái quyền hạn đó mà chúng ta không chịu sử dụng, mà còn tin tưởng cái gì nữa? Khi mà cái cửa biên giới phải mở để cho Tàu Cộng nó sang, thì các bạn còn hy vọng một cái gì nữa với cái tập đoàn Cộng sản Việt Nam này, thấy không? Mà còn nói xấu chính phủ, còn nói này nói kia nói nọ. Bây giờ đến với Đại Tam Cộng Hòa, chắc chắn các bạn được tự do, các bạn được quyền ăn, quyền nói,
Trong cái hiến pháp Việt Nam, Việt Nam Cộng Hòa đó, người dân có tứ quyền phân lập đó, được quyền ăn nói đưa ý kiến của mình lên, miễn đừng có nói bậy nói bạ, đừng có xúc phạm đến đề tam Việt Nam Cộng Hòa mà thôi. Vì đề tam Việt Nam Cộng Hòa là đã hy sinh cho dân tộc Việt Nam để cứu nguy cho đất nước Việt Nam, thì chúng ta không có quyền đụng chạm hỗn láo với đề tam Việt Nam Cộng Hòa. Người ta là cái người cứu mình mà mình nói xấu người ta cái gì nữa, mình sắp chết người ta kéo mình lên mà mình không chịu đưa tay cho người ta kéo, chứ không phải là người ta không có cứu mình, thấy không? Thì mình phải biết ơn người ta chứ mình không có được quyền xúc phạm hỗn láo, cái đó là rõ ràng. Có ai hy sinh cho chúng ta mà vô sa mạc ở 20 năm không, để mà chờ đợi cái ngày về của đời tam cộng hòa? Phải có, để mà cứu nguy đất nước, để mà đuổi tàu về phương bắc. Đâu có ai hy sinh cho chúng ta như vậy đâu, đâu có ai bỏ tiền ra cho mà cứu 17 trại tị nạn để mà xây dựng tụ nghĩa đường, để mà chúng ta hiện nay mới có được một cái nơi để mà những người yêu nước người ta tập trung, người ta học tập với nhau để người ta noi gương ngài Thiên Sứ Đại Đức Quốc Công. Vì ngài thành công bằng cái sự chân chính của ngài, bằng cái tấm lòng yêu nước của ngài, thì những người đến với ngài cũng phải học cái sự chân chính và phải yêu nước như ngài, thì mới cùng nhau mà lật đổ cộng sản được. Và những người dân cũng phải thấy, nếu chúng ta không có chân chính thì chúng ta sẽ không bao giờ thấy được cái âm mưu của cộng sản và tàu cộng. Nó đã chuẩn bị cả 100 năm nay để mà nó chia rẽ người dân Việt Nam chúng ta, để mà đào tạo những người Việt Nam trở thành những người cộng sản vô cảm, không biết mình là người Việt Nam và dễ dàng đàn áp những người Việt Nam. Nhưng mà các bạn thấy sau khi chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, đệ tam Việt Nam Cộng Hòa công khai trước thế giới, thì cái đời sống của người dân trong nước đã hoàn toàn thay đổi. Người cộng sản không còn ác độc như ngày trước, họ đã có một cái thái độ ôn hòa hơn, mời người dân lên thì cũng nói chuyện đàng hoàng, rồi cũng mời người dân về chứ không có đàn áp hay là đánh đập gì hết. Những cái sự thay đổi này là người dân phải hiểu, cộng sản Việt Nam đang bị thu gọn quyền lực một cách khéo léo, vì họ là người Việt Nam. Chúng ta không thể nào mà người Việt giết người Việt như trong cái thời mà 1975. Vì những người ra đi là những người đã biết được những cái tội ác của cộng sản, và người ta đến một cái xã hội văn minh, người ta tìm ra một cái biện pháp khác để mà trở về lấy lại đất nước, mà người Việt không phải giết người Việt, mà cộng sản chỉ cần bỏ Việt, bỏ cộng sản là còn người Việt, bỏ cộng là còn Việt. Đây là một cái công trình nghiên cứu không phải là dễ, mà người thường chúng ta cũng không có làm được. Tại vì người thường đâu có ai mà học từ 5 tuổi mà học tới bây giờ là gần 70 tuổi mà vẫn còn học được đâu. Đâu có cái trí óc nào mà có thể mà làm việc liên tục như vậy hoài được, các bạn thấy không? Chúng ta chỉ khai triển được cái khả năng của mình trong một cái thời gian nào đó thôi. Chứ không giống như cái máy đó, nếu mà mình làm hoài thì nó phải bị mát, nó phải bị hư, nó phải bị cháy thôi. Nhưng mà tại sao trí huệ của ngài cứ học tập, cứ luyện tập, cứ tăng trưởng hoài mà không có bị hạn chế vì vấn đề sức khỏe? Thì phải nói là đây không phải là người thường rồi, đúng không? Và ngài còn tiếp tục tìm hiểu những cái gì mà tốt đẹp thêm nữa cho con dân Việt Nam và nhân loại nữa. Cho nên người dân chúng ta bây giờ phải biết rằng mình đã có một vị tổng thống do dân mà ra và vì dân mà làm. Chúng ta có một chính thể quốc gia, dù rằng ở nước ngoài là chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, chứ nếu mình ở trong nước thì đâu có gọi là lâm thời nữa, phải không?
Bây giờ mình có một chính phủ lâm thời, tức là tạm thời, để mà bảo vệ đất nước Việt Nam và người dân Việt Nam. Rồi sau này chúng ta sẽ có cơ hội để tìm ra một vị tổng thống hoàn toàn bảo đảm cho dân tộc Việt Nam. Khi mà Đại Tam Cộng Hòa cho chúng ta một cái đời sống mới, và một sự bình yên, một sự phát triển cho cả một dân tộc, thì lúc đó người dân Việt Nam chúng ta tự quyết định xem Tổng thống Đại Tam Cộng Hòa Đồng Quân có xứng đáng tiếp tục hay không. Đó là quyền của mọi người dân, vì ý dân là ý trời. Các bạn có cơ hội để so sánh từ khi cái tên Cu Hồ, Tàu Cộng, Hồ Chí Minh là cái thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam, nó đến đất nước chúng ta, nó đã làm được cái gì dân tộc Việt Nam, và nó đã giết hại không biết bao nhiêu người Việt Nam, làm thiệt hại cho đất nước Việt Nam và con người Việt Nam như thế nào. Và khi Đại Tam Cộng Hòa có mặt trên quê Việt Nam thì người dân được hưởng những quyền lợi gì, đất nước được canh tân như thế nào, và người dân chúng ta trước thế giới được người ta tôn trọng như thế nào. Trong khi trong Cộng sản, chỉ cần thấy cái bát bo của Việt Nam là người ta sợ rồi, người ta ghê tởm rồi. Nhưng mà chỉ cần có Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa là người dân chúng ta được tôn trọng. Chỉ cần cái hệ thống trưng cầu dân ý thôi là các bạn đã được tôn trọng rồi. Vì cái hệ thống trưng cầu dân ý này thì chưa có nước nào có. Cũng như trong Cộng sản, các nước Cộng sản đang chịu cái sự cai trị của Tàu Cộng, chưa có nước nào mà có được một vị tổng thống khi mà chưa có về nước. Chưa có nước nào mà có được song hành với nước Mỹ, ngay cả Đức Đạt Ma cũng không được nữa. Và chưa có một nước nào mà có quyền cho người dân đang trong Cộng sản mà có cơ hội trưng cầu dân ý hết. Đó là những điều mà không có ai làm được. Chỉ có Ngài Thiên Sứ Đại Đức Quốc Công, Tổng thống Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa là làm được cho người dân mà thôi. Và Ngài là người Việt Nam chân chính, sinh ra trong đất nước Việt Nam, ra đi mang theo quê hương, đem về một Tổng thống của nền Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa chân chính, thương dân như con và kính trọng người dân như cha mẹ, cho Việt Nam một cái hạt giống trong cái hiến pháp Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa, để chúng ta mãi mãi lúc nào cũng có những anh hùng hào kiệt, những người Việt Nam chân chính, những đào minh quân trong tương lai, để mà cùng nhau giữ gìn quê hương và phát triển mọi thứ. Chúng ta sẽ không phải là một cái nước mà nghèo đói như trong Cộng sản, phải đi xin tiền viện trợ của thế giới. Mà khi mà Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa trở về, chúng ta là một đất nước có nhiều cái khả năng hơn các nước khác. Chỉ cần cái hệ thống trưng cầu dân ý này là các bạn đã thấy chúng ta đã không có một nước nào có rồi. Là Ngài chưa có về nước á. Chứ còn khi Ngài về nước, Ngài còn cho chúng ta nhiều thứ lắm. Không phải là chỉ có 3 năm không đóng thuế. 3 năm không đóng thuế mà dành cho các công ty, hãng xưởng á, là các bạn biết người ta có lợi biết bao nhiêu. Và mỗi người dân 3 năm không đóng thuế cũng vậy. Chúng ta đã không phải trả nợ như trong cái thời Cộng sản. Và người Cộng sản cũng không phải nợ bất kỳ một cái ngân hàng nào, mặc dù do chính mình đi vay đi mượn. Nhờ những cái mà thông cáo của Ngài Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời từ ngày 16 tháng 2 1991, là Ngài đã thông báo cho tất cả các nước là tất cả những văn kiện gì của Cộng sản Việt Nam ký với bất cứ một cái đất nước nào, một cái công ty nào, một cái người nào cũng đều vô giá trị
khi mà chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời có mặt trong quê hương Việt Nam. Lúc đó là chúng ta chưa có Đại Tam. Và bây giờ chúng ta có chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Đại Tam, Việt Nam Cộng Hòa. Thì các bạn thấy nếu mà không có cái văn kiện đó đó, thì chúng ta vẫn còn nợ đầy với những cái khoản tiền mà Cộng sản vay mượn. Và những cái văn kiện mà Cộng sản Việt Nam ký với Tàu Cộng vẫn còn giá trị. Thì là Cộng sản Việt Nam vẫn còn nợ Tàu Cộng. Và khi mà chúng ta có Đại Tam Cộng Hòa vẫn còn nợ Tàu Cộng, thấy không? Nhưng mà Ngài là cái người mà có trí huệ siêu phàm. Ngài đã đo lường được trước 30 năm những cái vấn đề này. Để mà khi bây giờ Đại Tam Cộng Hòa trở về Việt Nam là chúng ta hoàn toàn không có nợ nần ai hết. Các bạn thấy những cái khoản nợ khủng khiếp như vậy mà chỉ cần một cái công hàm của Ngài viết ra là coi như xóa hết những cái nợ nần cho người dân Việt Nam và Cộng sản Việt Nam. Thì có phải là người Cộng sản Việt Nam là đẻ bọc điều chứ còn gì nữa, thấy không? Mình vẫn thường nói Cộng sản Việt Nam đẻ bọc điều. Khi mà Đại Tam Cộng Hòa chưa có mặt trong quê hương Việt Nam, họ tha hồ vơ vét tiền của người dân, gửi đông gửi tây. Rồi đến khi mà Đại Tam Cộng Hòa trở về thì chỉ có cần bỏ cộng còn việc là không có bị tội tình gì hết. Và khai báo những gì mình còn lại, có nghĩa là cái số tiền mà mình lấy từ trước đến giờ đó, mình ăn, mình xài, mình phung phí thì không biết, là đều được xóa bỏ hết. Chỉ tính những cái khoản tiền mình còn lại và mình cố gắng khai báo sớm là còn được cho lại 5% nữa. Thì các bạn thấy người Cộng sản Việt Nam không phải đẻ bọc điều là gì, thấy không? Đâu có cái luật pháp nào trên thế giới này mà lấy của người ta 1.000 rồi ăn hết 500 rồi còn 500 rồi khai báo là tôi còn 500 rồi còn cho lại được 50 nữa. Bạn có thấy không có một cái luật pháp nào trên thế giới mà như vậy hết á. Thì người Cộng sản Việt Nam phải biết được cái sự thương yêu của Ngài Thiên sứ Đại Đức Quốc Công, Tổng thống Đào Minh Quân Đệ Tam, là thương mọi người dân bằng nhau hết. Người Cộng sản Việt Nam phải thấy được cái tình thương của Ngài đối với người Cộng sản Việt Nam để mà yên tâm trở về với dân tộc mình, bình yên trên chính quê hương của mình, cho con cái mình nó được hãnh diện. Mình là con dân của Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa, là một chính thể chân chính được song hành với nước Mỹ, được 27 nước châu Âu ủng hộ, được Liên Hiệp Quốc người ta tin cậy và được cái lượng phiếu cao nhất là bây giờ là đã gần 8 triệu phiếu. Trong khi Liên Hiệp Quốc người ta đòi có 5 triệu phiếu mà. Mà bây giờ mình đã gần 8 triệu phiếu. Và đến ngày về nó sẽ còn tăng lên nữa. Và khi mà Đại Tam Cộng Hòa có mặt trên quê hương thì bắt buộc muốn là công dân của Đại Tam Cộng Hòa phải trưng cầu dân ý, phải ký tên là Mặt Mơ Hồ. Còn không các bạn sẽ tự mình cô lập mình trên chính quê hương của mình, do chính cái sự lựa chọn của mình. Thế thôi. Đó là những cái sự giải thích của Ngọc Nguyễn. Nó rất là dễ nghe, nó rất là đơn giản. Rất mong chúng ta không còn một người nào gọi là Cộng sản trên quê hương Việt Nam khi mà cái ngày toàn quốc khải hoàn cao sắp đến. Đây là cái cơ hội cuối cùng. Đúng ra bây giờ là không có cần phải nói vấn đề mà trưng cầu dân ý nữa vì chúng ta đã dư cái lượng phiếu rồi. Nhưng Ngọc Nguyễn không muốn bất kỳ một người Việt Nam nào chúng ta bị thiệt hại, không được hưởng quyền lợi của Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa hết. Cho nên mình cố gắng vẫn nói để cho chúng ta đều là công dân của Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa, đều được bảo vệ, đều được chăm sóc và được thương yêu và được phát triển cái trí huệ của mình. Rất mong các bạn hiểu được cái tấm lòng của Ngọc Nguyễn và cái sự thương yêu
của ngài Thiên sứ Đại Đức Quốc Công, Tổng thống Đại Tam Việt Nam Cộng hòa Đại Minh Quân, là thương dân như con. Khi mình thương dân như con thì là mình không có trách cái người con nào là dở hay hư hết trơn đó. Khi mình thương dân như con là người con nào mình cũng thương hết. Thậm chí những người con mà không có giỏi đó mình còn thương nhiều hơn nữa. Và mình rất mừng khi mà họ không còn hư hỏng nữa. Có đúng hay không? Đó. Đây là những lời tâm huyết. Rất mong những người cộng sản sẽ không còn cộng sản. Và ngài toàn quốc Khải Hoàng Kha của chúng ta chỉ là những công dân của nền Đại Tam Cộng Hòa mà thôi. Mục Nguyễn cũng hết giờ rồi. Mục Nguyễn trân trọng kính chào ngài Thiên sứ Đại Đức Quốc Công, Tổng thống Đào Minh Quân Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa và phu nhân với các bạn thân mến Mục Nguyễn. Chúng ta đang chuẩn bị những cái cuộc thi về truyền thông. Rất mong các bạn theo dõi những thông cáo đó để mà chúng ta có cơ hội là một thành viên của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa, có những cái sự thành công trong những cái cuộc dự thi này để là làm một cái sự khích lệ cho cái ngày về của chúng ta đó, nó có tăng thêm cái màu sắc mà gọi là hào hứng trong các cuộc thi và thể hiện cái sự thông minh của người Việt Nam chúng ta. Một Nguyễn mến chào tuổi trẻ Việt Nam và các bố mẹ các em bé tí. Hẹn các bạn một ngày toàn quốc Khải Hoàng Khao trong hạnh phúc khi chúng ta có được mùa xuân trường cửu trên quê ta do công đức của ngài Thiên sứ Đại Đức Quốc Công, Tổng thống Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa Đại Minh Quân đã hy sinh cho dân tộc Việt Nam. Bye bye.